Vâng, xin kính chào anh Hồ Văn Khánh ở Đồng Nai và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test một cái động cơ phun xương 24V DC dành cho anh Khánh. Thì ở đây em có chuẩn bị một cái thau nước ở đây nhé. Thì anh lưu ý là khi về sử dụng thì anh đổ cái mực nước nó ngập cái cảm biến là nó tạo ra xương rất là nhiều. Đây, tạo hơi xương rất là nhiều. Và có trang bị 12 bóng đèn LED. Sử dụng nguồn 24V. Ok. Và em vừa mới test xong thì động cơ hoạt động hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì xảy ra nhé. Thì em sẽ đánh dấu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh nhé. Và nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Các bạn có thể truy cập vào Sendor, Shopee hoặc là Lazada để đặt hàng nhé. Các bạn ấn vào tìm kiếm linh kiện 789. Thì ngoài ra các bạn có thể lên trang web linh kiện 789.vn để tham khảo những sản phẩm tương tự nhé. Giá mỗi động cơ bên em đang cung cấp với giá là 100.000 nhé. Đây là cái dấu ký hiệu trên động cơ của anh. Và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.